Dịp này, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và động viên các doanh nghiệp ra quân sản xuất, thi công đầu năm. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo với đoàn công tác thành phố, lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cho biết năm 2022, cảng đã hoàn thành vượt kế hoạch cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, trong đó doanh thu tăng 11%, lợi nhuận tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong những năm đến, Cảng Đà Nẵng mong muốn được đầu tư xây dựng cảng liên chiểu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Cảng Đà Nẵng đạt được trong năm 2022, đồng thời mong muốn năm 2023, Cảng Đà Nẵng vẫn tiếp tục hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra, duy trì hoạt động sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số và tìm cách đi riêng cho doanh nghiệp. Đặc biệt, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, tập trung hoàn thiện quy chế làm việc, phát huy các phương thức hoạt động của Đảng, đề xuất các cơ chế đặc thù, tạo lợi thế cạnh tranh để phát triển cảng phù hợp với quy định của pháp luật. Ban Cán sự Đảng thành phố cũng hỗ trợ tạo điều kiện để Cảng Đà Nẵng chuyển đổi hoặc tiếp cận dự án cảng liên chiểu nhanh chóng, thuận lợi. Cũng như là quy hoạch tỉnh sắp tới đây chúng ta cũng sẽ trình, thì chắc chắn cũng sẽ chọn là cảng biển, logistics và kinh tế biển là cái mũi nhọn trọng tâm đột phá trong 3 mũi nhọn trọng tâm phát triển của thành phố. Cho nên là bên cạnh những khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi nhất định, có thuận lợi về mặt cơ chế, về mặt động lực, về mặt cùng chung sức mạnh của thành phố cùng với doanh nghiệp để mà chúng ta khơi dậy và phát triển, phát huy được cái tiềm năng trong cái lĩnh vực này. Chúng tôi chúc cho tập thể đảng ủy, ban giám đốc, hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Cảng Đà Nẵng là tiếp tục là đoàn kết sáng tạo nỗ lực để mà chúng ta tìm ra hướng đi phù hợp, tạo ra những cái động lực mới, sáng tạo mới và tiếp tục giữ vững cái phong độ phát triển của Cảng Đà Nẵng trong những năm vừa qua. Đến thăm Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng 10 thành tựu nổi bật trong năm 2022 của công ty. Năm 2023, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, công ty nên tập trung vào hỗ trợ vận hành nhà máy nước Hòa Liên, tạo thuận lợi cho người dân trong sử dụng nước linh hoạt, đầu tư mở rộng hạ tầng cấp nước, đảm bảo 100% người dân được sử dụng nước sạch. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm và động viên nhân viên, người lao động tập đoàn BRG tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc toàn thể cán bộ nhân viên các đơn vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công mới.